À Không sao? được hả? Bấm lửa. Là tự nó quay hả? Đúng rồi, đang quay á. Ô, Nga đứng trên đó đẹp quá. Còn đâu không? Ủa, quay hoài vậy hả? Quay về cắt lại gì? Chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 2024. Ca sĩ Tiên Phong không còn đó đi. Và bạn Tâm đang được welcome đến đất nước Hàn Quốc. Okay. Yeah. Ok, hết rồi. Ok, hết rồi. Oh, vui. Vui tiếng Hàn nói sao? 재밌어요. 재미야 재미. 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 재밌어요. 재요. 재밌어요. 오케이. 그럼 같은 애들이.
nước đi thì ok chém mi sôi chém mi sôi lên đó chém mới học tiếng Hàn nè chém mi sôi là gì vui vui chỉ vui chém mi sôi chém mi sôi